Trong nền văn hóa và tâm linh của con người, 12 cung hoàng đạo đã trở thành một phần quan trọng trong việc đoán trước và hiểu về tính cách cũng như số mệnh của mỗi người. Từ thiên văn học cổ đại cho đến những tín ngưỡng cổ xưa, nguồn gốc và lịch sử của 12 cung hoàng đạo đã đi sâu vào sự phát triển của nhiều nền văn minh trên thế giới. Và trong bài viết của tác giả Sương Rồng được đăng tải trên website Spider Room, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về nguồn gốc của 12 cung hoàng đạo, từ những truyền thống của các dân tộc xưa đến sự hình thành và phát triển của họ trong thiên văn học hiện đại. Ngoài ra, bài viết cũng chia sẻ về ý nghĩa và vai trò của mỗi cung hoàng đạo trong cuộc sống và tư duy của con người, tại sao chúng luôn là một chủ đề thu hút sự quan tâm và tò mò của con người trong suốt hàng nghìn năm qua. Và lưu ý, tất cả những thông tin trên được đưa ra không nhằm mục đích thuyết phục bất kỳ ai về tính hợp lý hay khoa học của cung hoàng đạo. Tin hay không là lựa chọn của mỗi người. Với cả, đến giờ thì chắc là các bạn cũng biết được góc nhìn của Spider Room về chủ đề này rồi nhỉ? Giờ thì chúng ta vào việc thế nào? Một, nguồn gốc và lịch sử của cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo được dựa trên vòng tròn 360 độ. Vòng tròn sẽ được chia làm 12 phần bằng nhau. Mỗi một phần sẽ có số đo là 30 độ, tương ứng với một cung hoàng đạo. Đối với từng cung hoàng đạo sẽ được đặt tên dựa trên chòm sao tương ứng đã đi qua. Theo thứ tự lần lượt, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Sử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Mỗi một cung hoàng đạo sẽ tương ứng với một khoảng thời gian trong một năm. Nguồn gốc nguyên thủy của 12 cung hoàng đạo được cho là dựa trên cấu trúc khái niệm của Babylon. Có nguồn gốc từ xa xưa như vậy nên các cung hoàng đạo cũng có ảnh hưởng lớn nhỏ đến các nền văn hóa phương Tây. Cung hoàng đạo có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực chiêm tinh học, bắt đầu từ các nước phương Tây, sau đó lan rộng sang các nước phương Đông và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Người ta dựa trên cung hoàng đạo của mỗi người để cho thấy đặc điểm tính cách của người đó. Tuy nhiên, độ chính xác của nó liên quan tới hiệu ứng Barnum, mô tả không cụ thể tính cách, khiến cho đúng với nhiều người. Vậy nên, nhưng mô tả tính cách, tiên tri mà dựa trên cung hoàng đạo thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé. 12 cung hoàng đạo lại được phân vào các nhóm hay còn gọi là các nhà, bao gồm lửa, nước, khí, đất. Đây là bốn nguyên tố trong khái niệm cổ điển được cho là cấu tạo nên mọi thứ trong vũ trụ. Các cung hoàng đạo trong cùng một nhóm sẽ có thiên hướng theo tính cách chung của nhóm đó. 2. Ý nghĩa và câu chuyện của từng cung hoàng đạo. Đầu tiên là cung Ma Kết từ 22 tháng 12 tới 19 tháng 1. Cung Ma Kết hay Nam Dương được bắt nguồn từ chòm sao Ma Kết, nằm giữa từ 270 độ đến 300 độ. Ma Kết nằm trong nhóm cung đất và được coi là thủ lĩnh của cung này. Chòm sao này được mô tả là một con dê với đuôi cá. Một truyền thuyết nói rằng khi vị thần dê Pan bị tấn công bởi con quái vật Typhon, ông ngâm mình xuống dòng sông Nin, phần phía trên mặt nước vẫn là dê nhưng phần ở dưới nước đã hóa thành cá. Ma Kết là một cung thuộc nhóm đất, vì vậy cung hoàng đạo này có tính cách kiên định, tôn trọng luật lệ, nguyên tắc, quy củ. Ma Kết thường hay nghiêm túc, không hay đùa nên sẽ không là chúa hề trong một tập thể. Ma Kết cũng là một cung có tham vọng cao, luôn chăm chỉ làm việc, vì vậy nên thường không hài lòng với những gì đã có của bản thân. 2. Cung Bảo Bình từ 20 tháng 1 tới 18 tháng 2. Cung Bảo Bình hay Thủy Bình bắt nguồn từ chòm sao Bảo Bình nằm ở 300 đến 330 độ. Bảo Bình là cung hoàng đạo nằm trong nhà khí và được sao Thổ và sao Thiên Vương trị vì. Biểu tượng của cung Bảo Bình là một vị thần mang nước. Nguồn gốc của biểu tượng này thì còn nhiều tranh cãi, tuy nhiên theo một số thần thoại thì giả thuyết cung Bảo Bình là đại diện cho thần Zeus, một thần tối cao trên đỉnh Olympus. Người thuộc cung Bảo Bình là những bộ óc thiên tài, không ngừng học hỏi, trau dồi, giúp họ phát huy được hết khả năng của bản thân trong học tập cũng như làm việc. Vì là cung hoàng đạo thuộc nguyên tố khí nên Bảo Bình thích sự tĩnh lặng, hành động theo lý trí và có khả năng công tư phân minh. 3. Cung Song Ngư từ 19 tháng 2 đến 20 tháng 3. Cung Song Ngư là cung bắt nguồn từ chòm sao Song Ngư nằm trong khoảng 330 tới 0 độ. Song Ngư là cung hoàng đạo thuộc nhà nước, được trị vì bởi sao Mộc theo truyền thống, sao Hải Vương theo hiện đại. Biểu tượng của Song Ngư là cách điệu của hai con cá. Truyền thuyết cung này có từ thời Sumer, nhưng câu chuyện được biết đến nhiều nhất là có từ thời Hy Lạp. Aphrodite và người con trai Eros đã bị con quái vật Typhon giật đuổi, họ thoát chết trong gang tấc khi nhảy xuống nước và biến thành hai con cá. Những người cung Song Ngư thường khá dễ tính,
dễ thích ứng với môi trường, có thể giao tiếp được với nhiều mẫu người khác nhau. Họ tốt bụng, thông minh, biết cách nhường nhịn cho những trường hợp cần thiết và biết cảm thông cho những hoàn cảnh khó khăn. 4. Cung Bạch Dương, từ 21 tháng 3 tới 20 tháng 4. Cung Bạch Dương hay Dương Cư là cung hoàng đạo nằm ở giữa 0 tới 30 độ. Cung Bạch Dương là cung thuộc nhà lửa, được trị vì bởi sao hỏa. Biểu tượng của cung Bạch Dương là con cừu Aries. Những người cung Bạch Dương vốn rất nhiệt tình, chính trực và công bằng, họ có tố chất lãnh đạo và thích thử thách. Nhóm người thuộc cung Bạch Dương luôn nổi trội và khác biệt so với mọi người. Họ luôn làm người tiên phong và thích làm leader, những người lãnh đạo trong một sự kiện quan trọng. Đặc biệt, họ hăng say chuyên tâm làm việc và hợp cạ với những người thuộc cung Nhân Mã. Trong cuộc sống, cả nam và nữ Bạch Dương đều là những người nhiệt tình, vui vẻ và luôn tạo không khí sôi động, hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh. Ở đâu có cuộc vui, ở đó sẽ có Bạch Dương xuất hiện để khuấy động không khí. 5. Cung Kim Ngưu, từ 21 tháng 4 tới 20 tháng 5. Cung Kim Ngưu là cung chiêm tinh nằm trong 30 tới 60 độ. Cung Kim Ngưu là cung thuộc nhóm nguyên tố đất, được trị vì bởi sao Kim. Theo thần thoại Hy Lạp, Zeus, chúa tể của các vị thần, đẩy mắt đến cô gái xinh đẹp Europa khi nàng đang chơi đùa với bạn bè ngoài bờ biển. Để các cô không sợ hãi, ông biến thành con bò trắng Taurus Kim Ngưu và vẻ đẹp của con vật làm mê mẩn Europa. Nàng chơi với nó, bị nó dẫn dụ dần bạn bè. Khi nàng cưỡi lên lưng bò, nó lao xuống biển bơi đi. Đến đảo Crete, Zeus hiện nguyên hình, họ yêu nhau và sinh được 3 con trai. Zeus treo ảnh con bò trên đỉnh Olympia, nơi nó đại diện tình yêu, sức mạnh và vẻ đẹp. Những người thuộc cung Kim Ngưu thường có tính thích sự ổn định, không thích có quá nhiều sự thay đổi trong cuộc sống. Kim Ngưu sẽ không bao giờ trục lợi trên lợi ích của người khác, nhưng họ sẽ tấn công nếu người khác chủ động thách thức. Họ không nóng vội, không tùy hứng, là người từng trải và có những nguyên tắc riêng của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, Kim Ngưu là một người vui vẻ hòa đồng, luôn đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Họ muốn mọi người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc mà không có nhiều lo toan ưu phiền. Kim Ngưu khá thực tế, kiên nhẫn và tôn sùng vật chất. Họ cũng khá hiếu khách, độ lượng, ít khi đưa ra những cam kết mà không có sự suy xét kỹ càng thực lực hiện tại. Cung Song Tử, từ 21 tháng 5 tới 21 tháng 6. Cung Song Tử hay Song Sinh, Song Nam là cung chiêm tinh nằm giữa 60 tới 90 độ. Cung Song Tử thuộc nhóm nguyên tố khí. Nguồn gốc về cung Song Tử là về hai đứa con song sinh của thần Zeus với nữ hoàng của thành Sparta. Trong một trận đánh, người anh bị tử trận, người em tự sát đi theo nhưng không thành do được thừa hưởng sức mạnh của Zeus trở thành một chiến binh bất tử. Người em sau đó đã cầu xin Zeus được chết cùng anh. Zeus đồng ý cho họ luân phiên nhau được sống một ngày. Mỗi một ngày một người sẽ được sống trên thiên đàng là ngôi sao được tỏa sáng. Ngôi sao còn lại không sáng vì người kia lúc ấy đang ở trần gian. Vì độc lập và có chính kiến về mọi thứ nên Song Tử thường đưa ra những góp ý rất thẳng thắn, đôi khi thành thật đến tàn nhẫn. Nếu như bạn thân thiết với Song Tử, người này sẽ không ngại chia sẻ những quan điểm của mình cho bạn nghe. Cung Cự Giải, 22 tháng 6 tới 22 tháng 7. Cung Cự Giải hay Bắc Giải là chòm sao chiêm tinh nằm trong 90 tới 120 độ. Cung Cự Giải thuộc nhà nước và được trị vì bởi mặt trăng. Nguồn gốc của tội lỗi giết vợ và con của Hercules khi bị hóa điên do thần Hera gây ra. Anh đã bị đẩy ra biên ải và phải chịu hình phạt nô lệ của Eurystheus. Để bảo vệ mạng sống của mình, Hercules bắt buộc phải hoàn thành 12 đại thử thách có thể nguy hiểm đến tính mạng. Một trong số đó là phải xóa bỏ thế giới của Hydra, rắn khổng lồ 7 đầu ở Lerna. Cuộc chiến đấu diễn ra giữa Hercules và Hydra nảy lửa, chàng đã cắt đứt từng cái đầu gai rợn của Hydra. Chứng kiến cảnh tượng bạn của mình bị giết ngay trước mắt, chú cua thuộc chòm cự giải, bạn của Hydra thương xót, Cancer lao vào trận chiến cố gắng trả thù cho người bạn của mình. Đứng trước sức mạnh to lớn của người anh hùng vĩ đại nhất thần thoại Hy Lạp, không có cơ hội nào cho chú cua này cả. Cảm động trước tình bạn bất diệt này, thần Hera đã đưa con cua này lên bầu trời và hóa thành một chòm sao mang tên cung cự giải. Những người thuộc cung cự giải thường có những hành động hơi quá khích như hân hoan, phiền muộn xen lẫn vui mừng, u sầu. Tuy có vẻ ngoài khó ưa và lãnh đạm, biểu tượng con cua, nhưng bên trong lớp vỏ ấy là một tâm hồn hết sức nhạy cảm và mềm yếu. Sóng ngầm nơi biển cả là sự miêu tả chính xác nhất đời sống tinh thần của họ. 8. Cung Sư Tử, 23 tháng 7 đến 22 tháng 8.
Cung sư tử hay còn được gọi là hải sư là cung chiêm tinh nằm trong 120-150 độ. Cung sư tử thuộc nhóm nguyên tố lửa được trị vì bởi mặt trời. Cung sư tử là con sư tử Nemea đã bị anh hùng Hercules giết chết. Đây là chú sư tử có 102 và có sức mạnh phi thường, không sợ cung kiếm và chiến đấu với sức mạnh hủy diệt. Dù cho không chiến thắng được thần Hercules, nhưng chú sư tử vẫn được vinh danh và đưa lên thiên đàng. Tính cách của người thuộc cung sư tử thường rất mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin. Họ có xu hướng tỏ ra kiêu hãnh và đôi khi còn khá cứng đầu. Người sư tử cũng cảm thấy khá thoải mái ở vị trí trung tâm và sẵn sàng trở thành trung tâm của chú ý của mọi người. Họ thường tự tin, có tầm nhìn rộng và đam mê sáng tạo. 9. Cung sử nữ, 23 tháng 8 tới 22 tháng 9. Cung sử nữ hay trinh nữ, thất nữ là chòm sao chiêm tinh nằm trong 150-180 độ. Cung sử nữ là cung đất, được trị vì bởi sao thủy. Theo thần thoại Hy Lạp, vị thần Titan Prometheus đã đánh cắp ngọn lửa thiêng trên đỉnh Olympus cho loài người sử dụng. Điều này đã khiến thần Zeus tức giận, hạ lệnh xích ông lên núi. Thần Zeus sau đó tạo ra Pandora, phái xuống trần làm vợ em trai Prometheus và đồng thời trao cho cô một chiếc hòm cấm bí ẩn. Vì tò mò, Pandora đã mở chiếc hộp cấm này. Tất cả mọi tai ương, lòng tham, cái ác tràn ra nhân gian, con người trở nên xấu xa. Chỉ còn mỗi nữ thần Astrea, nữ thần đồng trinh, đại diện cho sự ngây thơ, thanh khiết vẫn ở lại giúp đỡ loài người. Sau đó mọi thứ dần vượt tầm kiểm soát, nàng cũng theo các vị thần khác bay lên trời, trở thành chòm sao sử nữ Virgo. Những người thuộc cung sử nữ hiểu biết, bao dung và lịch sự. Đôi chân của họ luôn đứng vững trên mặt đất, dù cho tâm hồn của họ đang phiêu du trong gió hay ở 9 tầng mây, bởi tư tưởng của họ theo chủ nghĩa thuần túy. Đối với họ, tinh thần cao hơn vật chất là chuẩn tắc mà họ thực hiện và tuyên truyền. 10. Cung Thiên Bình, 23 tháng 9 tới 22 tháng 10. Cung Thiên Bình hay Thiên Xứng nằm trong khoảng từ 180 tới 210 độ. Thiên Bình thuộc nhà khí, được trị vì bởi sao kim, thường có biểu tượng như hình cái cân theo Ai Cập cổ đại. Cung Hoàng đạo Thiên Bình chính là cán cân linh hồn của thần Anubis, thần chết có đầu giống chó sói, trên tay cầm một cán cân và một đập lúa. Tại đây Anubis xem các linh hồn thiện ác ra sao, giá trị của họ còn sống như thế nào, sau đó thần sẽ định đoạt linh hồn đó có xứng đáng để lên thiên đàng hay phải xa vào nơi hỏa ngục bị thiêu đốt đời đời. Thiên Bình là mẫu người hướng tới cuộc sống hòa bình êm ấm, họ thích công bằng và giả ngoại giao, là típ người hướng ngoại hay đứng ra giải quyết khi có xung đột và giữ hòa khí cho tập thể. Trong chuyện tình yêu thì những người cung Thiên Bình thường bị coi là red flag, có lẽ là do khả năng giao tiếp khéo léo cùng với tính cách nhanh chán của cung này khiến cho Thiên Bình có biệt danh đặc biệt như vậy. 11. Cung Bọ Cạp, 23 tháng 10 tới 21 tháng 11. Cung Bọ Cạp hay Hổ Cáp, Thần Nông, Thiên Yết, Thiên Hạt là cung hoàng đạo nằm khoảng giữa 210-240 độ, thuộc nhóm nguyên tố nước, được trị vì bởi sao Diêm Vương và sao Hỏa. Nguồn gốc về biểu tượng chòm sao cung Bọ Cạp có nhiều dị bản, trong đó đây là một trong những dị bản được chấp nhận nhiều nhất. Nữ thần mặt trăng, trong trắng, tươi trẻ Artemis, trong một lần đi săn đã vô tình gặp được chàng Orion, một á thần, con trai của thần và người phàm, thợ bắn cung tài ba và là con của thần biển cả Poseidon. Ngưỡng mộ tài năng của chàng cùng với đam mê bắn cung, giữa hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Chuyện này không bao lâu đã đến tai thần mặt trời Apollo, anh trai của Artemis. Vì muốn giữ sự trong trắng cho em gái mình, Apollo vô cùng phẫn nộ, không chỉ khước từ lời cầu hôn của Orion, Apollo còn cầu xin thần Zeus sai cung bò cạp khổng lồ xuống biển tiêu diệt Orion. Khi biết tin Orion bị giết chết, Artemis dùng cung bắn chết con cung bò cạp. Về sau, Apollo hối hận đã hóa chàng Orion thành một chòm sao và con cung bò cạp khổng lồ thành chòm sao cung thần nông. Cung bò cạp được cho là cung hoàng đạo có tính cách lối sống huyền bí, bí ẩn cùng với sự quyết đoán. Điều làm nên điểm đặc biệt đặc trưng cho cung bò cạp là khả năng thao túng tâm lý đáng sợ. 12. Cung Nhân Mã, 22 tháng 11 tới 21 tháng 12. Cung Nhân Mã là cung nằm ở giữa 240-270 độ. Cung Nhân Mã thuộc nhà lửa, được cai trị bởi sao Mộc. Nhân Mã là tên gọi được bắt nguồn từ nhân vật thần thoại Hy Lạp Chiron, thầy dạy của Achilles, đã bị Hercules trong một lần truy đuổi kẻ thù lỡ tay làm rơi mũi tên trúng chân Chiron.
Những mũi tên này đều tẩm kịch độc từ máu của Hydra, quái vật rắn nhiều đầu mà Hercules đã giết trước đó nên bị trúng độc. Do Chiron bất tử nên không chết, nhưng lại phải sống trong nỗi đau đớn tận cùng. Động lòng trước nỗi đau của Chiron nên Zeus, cha của Hercules, đã đưa Chiron lên thành một chòm sao trên trời. Điểm nổi bật trong tính cách của nhân mã chính là lòng gan dạ và sự dũng cảm. Họ thích tham gia các trò chơi mạo hiểm để rèn luyện sự dẻo dai và khẳng định sức mạnh của bản thân. Trong giao tiếp, nhân mã là người rất hòa đồng, hài hước và hào phóng. Họ luôn cởi mở với mọi người và rất chân thật. Vì vậy, nhân mã được rất nhiều người yêu quý và tin tưởng. Hiện nay, cung hoàng đạo đang được giới trẻ rất ưa chuộng. Tuy nhiên, mọi người cũng chỉ nên dừng lại ở mức tham khảo thôi nhé, và kể cả bài viết này nữa nha. Mọi sự việc đều do bản thân mình quyết định. Và đó là những tìm hiểu và chia sẻ của tác giả Sương Rồng. Các bạn thấy những thông tin này có thú vị không? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới nhé. Cũng đừng quên like và subscribe cho Spider Room để đón nhận thêm nhiều video thú vị khác trong tương lai nhé. Mình là Khánh Linh. Bye!